Ukraine dồn quân, đưa tên lửa đạn đạo áp sát phòng tuyến của Nga. Nhà chức trách thân Nga tại miền nam Ukraine nhận định, quân đội Ukraine đã điều động nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới khu vực Zaporizhia. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 24 tháng 4, ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại khu vực miền nam Ukraine cáo buộc, quân đội Ukraine đã điều động 12.000 binh sĩ tới khu vực thành phố Holapili ở tỉnh Lyhkhaya Zaporizhia. Theo ông Rogov, thành phố này nằm ngay sát phòng tuyến của quân đội Ukraine và một số trận giao tranh đã nổ ra giữa lực lượng hai bên trong thời gian qua. Ông Rogov cũng khẳng định Kiev đã điều động các tổ hợp tên lửa đạn đạo nội địa Grom-2 tới khu vực Zaporizhia. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 đã được điều động đến Zaporizhia. Nhà chức trách Ukraine tuyên bố tên lửa này có thể đạt được tầm bắn lên tới 500 km, ông Rogov nói. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng phòng không nước này đã lần đầu tiên bắn hạ một tên lửa tổ hợp Grom-2 kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra. Vào tháng 9 năm 2022, người phát ngôn của cơ quan này, Trung tướng Igor Konashenkov tuyên bố, quân đội Nga đã tập kích phá hủy một cơ sở sản xuất tên lửa Grom ở khu vực Donetsk. Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Grom-2 được phát triển bởi cục thiết kế Zhutnoy, nhà máy hóa chất Pavlograd cùng nhiều doanh nghiệp quốc phòng khác của Ukraine. Tên lửa này được thiết kế để phá hủy các cơ sở chỉ huy, trạm thông tin liên lạc, các tổ hợp vũ khí quan trọng và nhiều mục tiêu trọng yếu khác nằm trong lòng đất. Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng binh sĩ và trang thiết bị quân sự về khu vực này nhằm sẵn sàng cho các cuộc phản công giành lại lãnh thổ. Nga giành hai khu vực ở Bakhmut, giằng co từng mảnh đất với Ukraine. Nga tuyên bố các lực lượng nước này giành thêm hai khu vực ở Bakhmut, tiếp tục đà tiến trong những ngày qua ở thành phố này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 4 cho biết, lực lượng nước này đã giành được thêm hai khu vực ở phía tây Bakhmut trong mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược ở Donbass. Các đơn vị nhảy dù đang tiếp tục yểm trợ từ phía bắc và phía nam cho lực lượng tấn công. Trận chiến giành Bakhmut đã trở thành một trong những trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 14 tháng. Và thành phố này gần như bị phá hủy hoàn toàn do pháo kích và giao tranh trong khu vực đô thị. Nga tuyên bố nếu giành được Bakhmut, họ sẽ xuyên sâu vào khu vực đông Ukraine, dường như nhằm mục tiêu vào các thành phố Kramatorsk và Slovyansk. Trong khi đó, Ukraine quyết tâm bám trụ tới cùng ở thành phố này và cho rằng trận chiến Bakhmut đang khiến Nga mất những binh sĩ tinh nhuệ hàng đầu. Theo thông tin từ chiến trường, cả hai bên đều đang hứng chịu thiệt hại nặng nề. Trước đó, một quan chức vùng Lyhkhaya Donetsk nói Nga đã kiểm soát 90% Bakhmut và đang khép vòng vây đơn vị chiến đấu của Ukraine ở hướng Chasovia. Trong khi đó, các chỉ huy của Ukraine trên tiền tuyến cho biết, lực lượng chính quy của Nga và thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào thành phố Bakhmut. Yuri Fedorenko, chỉ huy một đại đội thuộc lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine nói rằng, tình hình ở đây vẫn cực kỳ căng thẳng khi hai bên giành giật nhau từng tấc đất. Ông Fedorenko thông tin, cuộc giao tranh vô cùng khó khăn, đối phương đang sử dụng tất cả tiềm năng tấn công sẵn có, cả về khí tài và nhân lực. Theo ông, lính dù và lực lượng đặc biệt của Nga đã tham gia cuộc tấn công và họ đã đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Ông Fedorenko cho biết, Nga điều động máy bay tập kích dữ dội để phá hủy theo đúng nghĩa đen các cứ điểm của Ukraine, sau đó tiến lên phía trước để lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, ông nói rằng quân đội của Kiev đang tiến hành phòng thủ tích cực và giành lại một số vị trí cả ở ngoại ô và trong Bakhmut, đẩy Nga ra khỏi một số tuyến đường. Thế trận ở Bakhmut tương đối giằng co khi hai bên giành qua giật lại một số khu vực. Trong khi đó, Trung úy Ukraine Roman Konon cho hay, Nga đang tiến lên phía trước với lực lượng chưa từng có, phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ. Ông Konon nói, mỗi bên đều đang phải hứng thương vong. Sớm hay muộn, chúng tôi sẽ giành lại từng centimet, từng mét đất ở Bakhmut, ông Fedorenko nhấn mạnh. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23 tháng 4 cho biết, Nga đã loại bỏ của Ukraine khỏi vòng chiến đấu 200 quân nhân, cùng một xe chiến đấu bộ binh, 4 xe thiết giáp chiến đấu, lựu pháo D-20 và một tổ hợp hỏa lực phóng loạt Grad. Ngoài ra, Nga tuyên bố bắn rơi 15 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực Donetsk, Lugan và Kherson trong 24 giờ qua. Ukraine điều vũ khí hạng nặng áp sát phòng tuyến của Nga tại miền đông. Quân đội Ukraine đang liên tục di chuyển vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh về khu vực miền đông nước này. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 21 tháng 4 đã ghi lại cảnh một đoàn xe chiến đấu bộ binh hiện đại M2 Bradley trong màu sơn ngụy trang đang được các xe tải siêu trường siêu trọng chuyên chở trên một cao tốc ở Ukraine. Theo một số nguồn tin, các xe bọc thép này đang được di chuyển tới sát từng tuyến tại Donbass nhằm làm quen địa hình trước khi chính thức làm chiến. Trước đó, ngày 16 tháng 4, một đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của Ukraine cũng đã được nhìn thấy khi đang di chuyển tới sát biên giới khu vực Lyhkhaya Lugan ở miền đông nước này. Theo Defense Express, lực lượng xe tăng này nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho mục đích tấn công phòng tuyến của quân đội Nga tại khu vực thành phố Kremlin ở tỉnh Lugan. Việc liên tục điều động vũ khí hạng nặng tới miền đông là dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một chiến dịch phản công lớn tại khu vực này nhằm giành lại các vùng Lyhkhaya do Nga kiểm soát.
theo ông Andriy Zhukov, đại diện của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine. Trước kế hoạch phản công của nước này, quân đội Nga đang dần lại chuyển sang thế phòng ngự nhằm giữ vững các vùng lãnh thổ đang được kiểm soát. Đối phương có thể bắt đầu các hoạt động tác chiến trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, người Nga đang phải chuyển sang thế trận phòng ngự, chiến thuật. Điều này là minh chứng cho việc họ đã không đạt được thành công trong chiến dịch tổng tấn công vào mùa đông năm ngoái, ông Zhukov nói. Về M2 Bradley, đây là xe chiến đấu bộ binh bọc thép thường được sử dụng phổ biến trong quân đội Mỹ. Ngoài khả năng chở theo 6 binh sĩ được trang bị đầy đủ, xe bọc thép này còn được coi là một loại sát thủ diệt tăng khi được trang bị hai bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng POW. Vào đầu năm 2023, Washington DC tuyên bố sẽ chuyển giao 109 phương tiện chiến đấu này cho Kiev. Những xe Bradley đầu tiên đã lên đường tới Ukraine trên tàu vận tải siêu trường siêu trọng RC Integrity từ một quân cảng ở thành phố North Charleston, bang Nam Carolina vào tối ngày 25 tháng 1 theo giờ địa phương. Sau khi được chuyển giao cho Kiev, các xe thiết giáp này đã được sơn lại thêm một sơn nghị trang của quân đội Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy sát thủ diệt tăng do Mỹ sản xuất đã sẵn sàng xung trận trong chiến dịch phản công tới đây của Kiev. Nga tập kích tên lửa thành trì Donbass, bắn rơi Su-25 của Ukraine. Pavlo Kirienko, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Donetsk hôm nay cho biết, Nga đã tiến hành 30 cuộc tấn công vào thành phố Vuleda ở miền đông Ukraine. Ông cũng xác nhận đã có dân thường thiệt mạng tại thành phố Kostanivka gần đó. Theo ông Kirienko, hai tòa nhà 2 tầng, 8 ngôi nhà, 8 mô tô và một trường học ở Vyrobyovka đã bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo kích. Con số thương vong do các cuộc tấn công ở Vuleda chưa được công bố. Hiện các nhà chức trách chưa xác nhận được con số tử vong ở Novogranka, nơi cũng bị tấn công bắn phá dữ dội. Trong những tuần gần đây, giao tranh dữ dội diễn ra ở thành phố Vuleda, phía tây tỉnh Donetsk và các khu vực lân cận, khi Nga dồn lực cho mục tiêu kiểm soát miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga cũng đối mặt với hàng loạt thách thức tại những khu vực này do trong nhiều năm qua, Ukraine đã xây dựng phòng tuyến kiên cố và chặn đà tiến của đối phương tương đối hiệu quả. Giới quan sát nhận định, thành phố Vuleda có tầm quan trọng then chốt đối với Nga. Việc kiểm soát Vuleda sẽ cải thiện đáng kể vị trí chiến lược của quân đội Nga ở Donbass, đồng thời cho phép tăng cường khả năng phòng thủ. Ngoài Vuleda, thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk cũng đang ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong những tuần qua. Cả Nga và Ukraine đều tập trung lực lượng, gồm quân nhân và khí tài tới Bakhmut để giành quyền kiểm soát mặt trận này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, ngày 19 tháng 4 thông báo, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của không quân Ukraine ở Donetsk. Trong khi đó, một quan chức Ukraine cũng cho biết các lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Ukraine ở Zaporizhia. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga cho đến nay đã phá hủy 411 máy bay chiến đấu, 228 trực thăng, 3.776 máy bay không người lái, 415 hệ thống tên lửa đã đối không, 8.732 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.089 hệ thống pháo phóng loạt, 4.619 súng trường và súng cối, 9.617 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine, gây ra tổn thất nặng nề kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Bao gồm cả thành